Sáng ngày 11 tháng 7, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tuân Chính tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kim, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hổ Tang, đồng chí Nguyễn Văn Linh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tuân Chính, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tuân Chính. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã Tuân Chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Nổi bật là 14 trên 20 chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy giao đã thực hiện hoàn thành, thu ngân sách tính đến mùng 10 tháng 6 năm 2024 ước đạt 11,4 tỷ đồng, đạt 122,6% kế hoạch năm 2024, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được quan tâm thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tiếp nhận, truyền tải, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp tới các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, các tổ chức chính trị xã hội, các bí thư chi bộ để truyền đạt đến đảng viên và tuyên truyền đến hội viên, nhân dân thực hiện. Đảng ủy đã thực hiện 4 cuộc giám sát, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở, phát huy tốt vai trò trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, những tồn tại, khó khăn, đề ra các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2024 đã đề ra. Trong đó, tập trung vào giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo quản lý để các nhiệm vụ được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, chú trọng phát triển đảng viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy. Chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các nhiệm vụ về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh bằng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hữu hiệu trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tập trung làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trong năm. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương,